Ta mới về một cái xe gầm cao SUV nha anh chị. Đây là con Kia Seltos bản Premium, là bản cao cấp nhất luôn á, màu trắng ngọc trai. Xe chạy 20.000 anh chị. Xe này công nghệ nó nhiều, thật là nhiều công nghệ anh chị. Động cơ là 1.4 turbo, tốc độ cực kỳ sướng. Hộp số 7 cấp. Đèn là full led trước led sau, ghế điện, cửa sổ trời. Nhiều lắm, nói về đồ chơi xe này là bết bùng luôn. Xe này sơn rin Tâm đánh giá là còn khoảng 97-98% nha anh chị. Sơn rin hầu như là hết xe luôn á. Bản Premium. Premium hết đăng kiểm rồi. Xe này mai Tâm đăng kiểm mới lại cho anh chị nha. Mai đăng kiểm lại 2 năm. Xe này từ lúc mua giờ là tới nay là hết đăng kiểm, vừa mới hết đăng kiểm luôn. Vỏ theo xe là còn dày cui luôn. Xe chạy đúng là 20.000 cây số. 20 21.000 cây số. Full lịch sử hãng anh chị. Sơn rin là khoảng 98% ha. Xe này là bảo dưỡng rất là đều nha, bảo dưỡng rất là đều. Bảo dưỡng hãng không nên anh chị khỏi lo nha. Gõ biển số này lên cái là có liền và cũng có giấy tờ mới đi bảo dưỡng nha anh chị. Sơn rin hết luôn. À, bản Premium là bản cao cấp nhất ha. Động cơ là 1.4 turbo, nó ít hao xăng nhưng mà rất là bốc. Đấy, nó có turbo đó anh chị. Đèn là full led trước led sau nha. Xe mà đời mới công nghệ càng cao thì số nó nhiều số anh chị. Hộp số nó càng nhiều thì đi cái tua máy nó nhẹ, nó lanh và nó thao xăng. Nó không có nghe cái cảm giác chuyển số. Còn xe đời cũ là nó có cảm giác chuyển số như Morning với là Innova số tự động, rồi nó chuyển số lắm. Nó có 3 số à. Còn máy này nó 7 số nha anh chị, cấp 7 cấp số. Đi sướng lắm. Nhẹ ơi là nhẹ luôn và êm, rất êm, gầm cao SUV nha. Xe này thời điểm mua là đâu đó khoảng gần 800, thiếu chút đỉnh nữa là 800 nha anh chị, 78 79 á. À, bản Premium là bản cao cấp nhất rồi ha. Xe này thì bên Tâm sẽ bán cho anh chị với một cái mức giá là 580 triệu nha. 580 triệu nha anh chị. Premium 2020, tháng 12 2020 nha. Đó, mấy ngày nữa là qua 2021, tháng 12 2020. Xe thì mới khỏi bàn rồi anh chị ơi. Sơn rin 98%, rất là mới luôn. Đèn là full led trước led sau nha. Nếu như mà hôm nay anh chị hay hỏi là xe có gầm cao hay không thì đây là một xe gầm cao. Thứ nhất là thương hiệu, thứ hai nữa là kiểu dáng, thứ ba nữa là chất lượng xe tuyệt vời. Tâm dùng từ tuyệt vời cho anh chị mình dễ hình dung nha. Không có một cái điểm yếu nào luôn và chưa có một cái điểm nào để chê luôn. Nó mới hoàn thiện anh chị, mới tinh luôn. 2000 tháng 12 2020. Còn mấy ngày nữa là qua 2021. Đó mà vỏ lớp bánh xe đều chưa mở hết, sơn rin là cả xe luôn. Anh chị lưu ý nha. Vừa rồi Tâm có bán mấy cái xe. Cái đùi này nè, nó phải hơi vàng một tí. Nhưng mà đây là bao nước sơn rin. Hai cái góc này và hai góc cản là phải vàng một tí. Vừa rồi Tâm mua cái xe cũng y vậy luôn, cũng mới tinh luôn, đem đi tuốt cái này lại đó. Sau này đó mới vô hãng mới thấy là xe mới màu trắng ngọc trai là hai cái đùi này hơi vàng nhẹ, vàng một chút xíu thôi, nhưng mà Tâm bao luôn, cái này là chưa bao giờ sơn nha, thì làm mới rút kinh nghiệm nha anh chị. Đó, mình thùng của nó trắng tươi vậy luôn ha. Cái đùi này bằng nhựa, cái này bằng nhựa, còn này là ton, cái này nhựa đó. Thì cái này là Tâm bao nha, nếu mà cái dấu hiệu mà tuốt lại ha, bị này nọ là Tâm chịu hết. Có nghĩa là nó phải như vậy anh chị, nó phải như vậy. Nó hơi nhựa thì đi nắng nó sẽ hơi bị vàng, còn ton là nó sẽ không vàng. Nè, bên đây cũng vậy, nó hơi vàng nhẹ, thấy chưa? Hồi hồi mua mấy chiếc màu trắng rồi, cứ đem đi sơn cái đó lại. Sau này vô hãng người ta phân tích với lại rất là nhiều xe y vậy luôn, thì Tâm mới nghiệm ra một điều là đó là nước sơn rin của nhựa. Ton nó là màu trắng ngọc trai, nhựa là hơi ngả vàng một chút xíu ở hai cái góc đùi sau, hai cái góc bánh sau và chút xíu cái góc cản trước. À, anh chị lưu ý nha, làm phải có kinh nghiệm chứ đem sơn lại nữa là rất là uổng, rất là phí và rất là uổng luôn. Vừa rồi là cái xe bán cho ông bạn kia cũng sơn cái xe, bán hai cái xe màu trắng đều đi sơn là hết, là phí lắm, rất là phí. Sơn rin là không để sử dụng mà đi đi sơn lại uổng. Đây đèn full led hết. Đã lắm anh chị ơi. Vỏ theo xe nè, anh chị thấy vậy có đúng không nha? Vỏ theo xe. Đó. Full lịch sử hãng. Đây. Tuần thứ 34 2020 nè. À. Năm vỏ luôn, bánh chưa mở luôn. Nói chung là vỏ rin đi cho nó dễ. Nhiều khi cái bánh này ta có mở ra vô hãng bảo trì á, thường là nó bảo trì những cái ắc á, những cái ắc của bố đĩa rồi nó vô mở bò rồi này kia đó, mà hôi bánh chưa mở là có đôi khi cũng bị bắt lỗi thì thôi. Nói chung là năm vỏ theo xe. Đây. Tuần thứ 35 2020. Mình nhìn cái đĩa mình biết xe thật hay không thật nha.
nó liền băng luôn, không có khuyết không gì hết, vỏ lốp anh chị coi nè, nó về cui luôn. Đó, đúng cây số nha, mâm là không có trầy ha. Xe thì tuyệt đẹp anh chị, hai chìa khóa còn đủ nha, hai khóa thông minh, ghế nè, ghế lái chỉnh điện nè, bảng bờ re, ghế lái chỉnh điện. Đây 2020 nha, 580 nha anh chị, đăng kiểm mới, bao rút hồ sơ. Xe này thì nếu anh chị mua thời điểm này thì rẻ hơn xe mới khoảng được đâu đó 200, hơn 200 nha. Còn rẻ hơn nữa là bó tay nha anh chị. Bởi vì cái dòng này đi cảm giác rất là thích nên nó giữ giá và giữ dáng. Dáng tuyệt đẹp, không có lỗi thời nha, không có lạc hậu nha. Cửa sổ trời nè, một chạm ha. Và trần vẫn giữ nguyên rin và không có dơ nha, năm túi khí. Anh chị thấy ha, có hai sưởi ghế luôn. Khi mà mình bấm cái nút sưởi ghế này nè, sửa ghế, ghế tài và ghế phụ nha. Rồi nó mát lắm. Cái mông nè, cái mông mình nó mát hết, cái mông luôn, cái lưng cũng vậy, nó mát rượi luôn chị. Những cái lỗ này hồi xưa tao đâu biết đâu. Lỗ này là để thông gió cho máy lạnh nó vô, mát lắm. Có nhiều cái mình còn không có rành về xe. Nên sau này mình khám phá lần lần. Đây là ga tự động glu control nè. Kinh nghiệm để Tâm coi được cái xe không lỗi hay là lỗi, rã máy hay chưa ma rã thì Tâm rất là có kinh nghiệm. Còn coi mà những cái đồ chơi option của nó để sử dụng vào cái việc gì và công nghệ gì đó, tính năng sao đó là Tâm còn chưa hiểu hết. Nên có rất là nhiều anh chị vô bình luận rồi hướng dẫn rồi chỉ thêm. Cái đó là Tâm rất là biết ơn. Chứ sinh ra mà ai mà biết được, tại vì ngày xưa Tâm không phải chuyên ngành về ô tô này mà chuyên về xe máy. Còn coi xe thì anh chị cứ cứ chuẩn xe thì Tâm báo, còn không thì anh chị cứ đem vô hãng test hả, đúng hết như Tâm mô tả thì giao dịch, còn không đúng thì cứ gửi xe lại bên Tâm thôi. Mình cái gì cứ thật và thẳng thắn với nhau nó sẽ dễ sống anh chị. Đây nè, còn mà mình giỏi nghề quá mà mình điếm thúi hay mình đa mưu túc trí thì nó cũng khó sống. Tâm cũng thật lắm, nên anh chị đến với ô tô Duy Tâm thì cũng hết sức là yên tâm, không có gì mà không có gì mà phải lo nghĩ là phải có một cái bảo vệ hay là một cái tính an toàn gì hết nha. Nên Tâm rất là thoải mái, có sao là nói vậy. Đây cái này là sạc không dây, để điện thoại vô đây là tự sạc nha anh chị đó. Tâm ví dụ như đang bật màu xanh ha, bỏ điện thoại vô là nó chuyển qua màu đỏ là nó kêu cái tích là sạc nè. Đó sạc rồi đó anh chị, điện thoại là có sạc không dây nè. Rồi sưởi ghế hai bên nè, 7 số là 7 cấp số nha, ga tự động ha, rồi đàm thoại rảnh tay ha, nhiều lắm nè, quá trời phím bấm nè, cân bằng điện tử nữa nè, đèn tự động, gạt mưa tự động. Xe mới lắm. Xe này mới nguyên anh chị ơi, khỏi lo. Rất rất là mới. À, xe này thì còn được 9 điểm rưỡi nha anh chị. Đánh giá là em nó còn 9 điểm rưỡi. Và Tâm bán là 580 nha. Bao rút hồ sơ, bao đăng kiểm mới. Xe này thì bao đúng đô, đúng chất lượng nha. Anh chị cứ đem vô hãng chép thoải mái nha. Full lịch sử hãng, full lịch sử hãng, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Alo ạ. Dạ còn. Được được, có gì em cho anh cả lần. Tí nữa em điện lại cho, hoặc anh có qua coi qua nha, em đang làm video. Đây, anh chị thấy ghế mới tinh. Cái này mới lắm. Tâm thấy những cái xe gì nó rất là vừa ý anh chị. Cỡ sức mà mình chưa có xe để cái xe này đi, sướng, đẹp. Nó kiểu dáng nó đẹp quá. Ghế ngồi cao nè, thoải mái rộng rãi nè, có cửa gió hàng ghế sau luôn. Rất mới nha. Rất là đẹp nha anh chị. Rất mới, rất đẹp, rất vừa ý.
vỏ theo xe nè, cái gầm nè. Rồi gầm mới lắm, năm vỏ theo xe hết nha, đẹp quá đẹp. Chủ này là giữ được cái trần nỉ nguyên rin nha, chưa lên 5D nha. Bánh rin đồ nghề con đội có đủ. Số Bình Dương một chủ mua mới nha, một chủ mua mới nha anh chị. Đèn đẹp quá, có bản delete nữa. Bản delete là đèn thường, nó không có đèn led, này là bản premium. À, bản 1.6 nữa, bản này là bản 1.4, 1.4 nó có turbo cao cấp nhất đó anh chị, 580 nha. Ngày mai đi đăng kiểm mới, hết đăng kiểm à. Mới đẹp ken luôn anh chị ơi. Centos 2000 được con cái là cuối 2020, tháng 12 2020, mấy ngày nữa là qua 21, chạy 24.000 cây số, đúng 24.000 cây số, full lịch sử hãng, năm vỏ theo xe, chất xe thì mới tin. Tâm đánh giá xe này là được 9 điểm rưỡi nha anh chị, 9 điểm rưỡi, nói chung là trên 9 điểm, còn mới dữ lắm. Anh chị cứ đến xem thực tế nha, sơn rin hầu như là trên 95% đến 98%, chả thấy sơn gì hết, nước sơn là chưa thấy dấu hiệu sơn gì hết. Anh chị yêu quý ô tô Duy Tâm thì đến xem con xe này. Cái yêu quý là một phần, nhưng mà chất lượng xe là cái phần quan trọng nhất, chất lượng xe và giá thành còn yêu quý là một phần thôi. Anh chị nhìn cái máy mà không ghiền nữa thôi á, rồi nhìn cái máy nè, hồi cái máy nó mới. Máy mới dữ dằn anh chị. Premium 20 cuối 2020, 24.000 cây số, không sai lệch được, và nước sơn rin 98%, đăng kiểm mới, vỏ theo xe, nội thất rất là mới, mọi công năng chức dụng là tuyệt vời. Cái máy 7 màu luôn, nó len ken luôn nha. Cái này thì theo Tâm đánh giá là không có gì để chê và chẳng có gì để tả, nó hoàn hảo hết luôn chị. Cửa cốp capo là chưa hề mở, keo chỉ thì miễn bàn khỏi chơi, và chưa có một lần nào gọi là va quẹt đụng chạm, tinh nguyên tuyệt vời. Giá trị thực tế của cái xe thì nó nằm ở mặt chất lượng nha anh chị, và uy tín của công ty thì nó nằm ở một cái thương hiệu. Thì bên Tâm lúc nào cũng giữ vững cái lập trường của mình là có mới nói, chứ không có nói ẩu, nói bừa, nói càng. Xe này là một con xe như mới anh chị, thì Tâm đánh giá nó là trên 95% ha, chỉ có 20 mấy ngàn thôi, 24 ngàn xịn, và full lịch sử hãng, chỉ thay đồ trong hãng và bảo dưỡng hãng không, chứ không có bảo dưỡng ở ngoài nha. Nhớt này thì tới đợt phải thay rồi, nhớt này là phải thay nha anh chị. Thì Tâm sẽ thay cho nhà mình một bình nhớt mới tinh rồi mới bàn giao xe. Xe thì nó len ken luôn, hầu như là nó 7 màu long lanh luôn. Rồi anh chị cứ đến ô tô Duy Tâm thực tế kiểm tra chạy thử, vừa ý thì chốt. Cảm ơn anh chị luôn luôn đồng hành và theo dõi ô tô Duy Tâm nha. Một con xe mới tinh của dòng thương hiệu Kia.
và một cái sự lựa chọn hoàn hảo của khách hàng. Nếu như nhu cầu anh chị mua gầm cao SUV thương hiệu Kia Seltos thì đây là một cái sự không còn gì tốt hơn nữa anh chị ơi. Nếu như xe đã qua sử dụng thì đây là một con xe tuyệt vời và hoàn hảo nha. Cứ gọi trực tiếp cho Tâm để xem con xe này nó như thế nào, mua cũng được, không mua thì đến kiểm tra chạy thử nha. Có thời gian thì cứ đến kiểm tra chạy thử xe tại ô tô Duy Tâm nha anh chị. Rất là nhiều sản phẩm có tại công ty đang chờ anh chị đến để được phục vụ. Và một con xe đẹp như thế này thì không thể nào bỏ qua được. Nếu như anh chị có nhu cầu đi tìm xe gầm cao, bản cao cấp nhất 580 triệu, bảo hành động cơ hộp số 1 năm, xe này còn bảo hành hãng nha anh chị. Bảo hành hãng tới năm 2 tháng 12 2023, thường thì xe sẽ bảo hành 3 năm. Thì đó, thì Tâm nói như vậy luôn cho anh chị mình dễ hình dung nha. Xe này nó mới lắm. Và full lịch sử bảo dưỡng hãng, không có sót cái gì hết á. Bảo dưỡng hãng đầy đủ. Và khi mà bạn giao xe thì bên Tâm sẽ thay cho nhà mình một bình nhớt mới tinh nha. Và đăng kiểm mới ha. Xe này hết đăng kiểm rồi nha anh chị. Yêu sản phẩm này thì liên hệ bên Tâm 0917 215 512 nha anh chị. Và đến với địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm ha. Tâm xin cảm ơn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại nha anh chị.